bốn vàng hai tím. Sau cái hồn hoàn từ dưới nàng dưới chân dâng lên, mà liên tại trong nàng võ hồn thả ra đồng thời, Nam Trường lập tức cảm giác được tác dụng bên trên người mình áp lực rất là bắt đầu tăng cường tốc độ nhanh không những là kéo dài. Nàng nhìn về phía của Nana, Nana chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn Lạm Huyền Vũ, căn bản không nhìn nàng bên này, nhưng mà cái kia giống như thực chất lực lượng áp bách tại trong chân thực tồn tại. Nam Trường đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình giống như đối với hồn sư thế giới còn thiếu ra rất nhiều hiểu rõ. Chỉ có đối với cái này, Lam Hiền Vũ thời điểm Nana gương mặt xinh đẹp bên trên mới có nụ cười. Lam Hiền Vũ đồng dạng cảm nhận được đến từ Nana áp lực, áp lực từ trong bốn phương tám hướng mà đến, giống như là đổ thân thể đè ép. Hắn dựa như theo Nana nói như vậy phóng xuất ra hồn lực của mình, dựa theo huyền thiên công vận hành lộ tuyến vận chuyển, áp lực chậm rãi gia tăng. Tại phần này áp lực phía dưới, Lam Hiền Vũ thậm chí có thể cảm giác được hồn lực của chính mình vận chuyển tốc độ rõ ràng tăng tốc, nhưng cũng đang không ngừng tiêu hao, cảm thụ thân thể của mình biến hóa, cố gắng đi khống chế hồn lực, đừng cho nó đi chạch, cứ dựa theo người nguyên bản quỹ tích vận hành gì vận chuyển, võ hồn có thể phóng thích ra. Nana âm thanh lúc này vang lên. Lam Hiền Vũ tay trái vừa nhấc, hoa văn màu bạc làm ngân thảo cơ hồ là trong nháy mắt này liền từ trong lòng bàn tay chui ra. Đối mặt với áp lực, thậm chí vô dụng hắn khống chế, cái kia tưởng cây cỏ đã là xoay chuyển mà xuống, diêm bắt đầu chỉ quấn quanh hướng phía dưới, đem bao quát cánh tay ở bên trong hoặc toàn bộ quấn quanh trong đó. Hoa văn màu bạc làm ngân thảo phóng xuất ra, Lam Hiền Vũ lập tức cảm thấy chính mình đối với chung quanh cảm giác trở lên trên rõ ràng rất nhiều. Liền ngay cả áp lực mạnh yếu giống như cũng có thể cảm thấy. Thủy nguyên tố ngưng tụ, chủ động hóa thân thánh một tầng vòng bảo hộ tại trong thân thể của chính mình chung quanh. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được áp lực thay đổi, không còn là toàn phương vị áp bách mà biến thành có nhiều chỗ mạnh, có nhiều chỗ yếu. Hắn vội vàng cũng khống chế nước của mình nguyên tố vòng bảo hộ tiến hành biến hóa, đi đối kháng với những cái kia áp bách mạnh đại địa, cố gắng khống chế. Nana khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, thông minh hài tử căn bản không cần nói cái gì, tự nhiên mà vậy tên sẽ đi theo nàng cho ra áp lực mà làm ra phản ứng. Chỉ là một lát sau, Lam Hiền Vũ đã cảm thấy chính mình bắt đầu mệt mỏi, đầu tiên là hồn lực càng ngày càng theo không kịp. Nana lúc này cho hắn áp lực tới trình độ nhất định về sau, liền không có tiếp tục gia tăng. Nhưng mà phần này áp lực lại là duy trì ở trong một mức độ nào đó, không ngừng cải biến phương thức tới dọa bách tới. Ngoại trừ hồn lực mỏi mệt bên ngoài, còn có liều là trên tinh thần. Hắn một mực tại trong cố gắng khống chế nước của mình nguyên tố vòng bảo hộ. Cảm giác mệt mỏi đã xuất hiện, có thể ép lực lượng nhưng thủy chung đều không có biến mất. Một bên khác, Nam Trường cảm giác của mấy nhi tử giống nhau nhiều đúc. Mặc dù nàng là lục giai, nhưng mà tác dụng ở trên người của nàng áp lực giống nhiên tự nhiên cũng muốn mạnh hơn nhiều. Phía sau vạt áo ở trong bất chỉ bất giác đã bị ướt đẫm mồ hôi. Từ bên cạnh nàng cũng có thể nhìn thấy là miền phố truyền thần thả xạ thủy nguyên tố hộ thuẫn, trạng thái giống như của mình giống nhau. Khó lường, tâm phân nhị súng, phân biệt cho mình mẹ còn lớp ấy ra áp lực, lại khống chế như thế tình diệu, phần này lực lượng khống chế thật sự là quá cường đại. Miện hạ, ta... Đến tận đây, Nam Trường đã hoàn toàn yên tâm, mà tại áp lực phía dưới, nàng cảm thấy chính mình đã có một chút phải thừa nhận không ở. Kiên trì, bên tai chuyển đến Nana âm thanh. Sao? Nam Trường lúc này ngẩn người. Người sở dĩ đến tu luyện bình cảnh cũng là bởi vì quá mức bảo vệ chính mình, vĩnh viễn cũng không đạt tới cực hạn, có hay không tới tự ở trong ngoại giới áp lực, cho nên người tốc độ tăng lên trên mới có thể trở lên trên chậm chạp. Nana âm thanh tại bên tai của nàng quanh quẩn. Được, Nam Trường chỉ có thể cười khổ đáp ứng một tiếng, nàng cũng không thể nói, chính mình đối với tăng thực lực lên kỳ thật không có gì hứng thú, chính mình chỉ là cải nghiên cứu viên. Nàng đương nhiên không có áp lực gì, cũng không phải chủ chiến đấu hồn sư, sau đó tác dụng ở bên trên người của nàng áp lực liền trở lên trên mạnh hơn. Mà đổi thành một bên, Lam Hiền Vũ đối mặt với tình huống cũng cùng loại, tại trong duy trì thăng bằng về sau một thời gian ngắn, tác dụng ở trên người của hắn áp lực đột nhiên tăng cường. Lam Hiền Vũ há to miệng, muốn gọi lên tiếng lại phát hiện ra chính mình căn bản không phát ra được âm thanh nào, càng không thể nào có nửa điểm phân tâm. Phanh, phanh, hắn rõ ràng nghe được chính mình rõ ràng tăng tốc độ tiếng tim đập,
thật là khó chịu. Nana não sư, ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Lam Yên Vũ lúc này tội nghiệp nhìn xem trước mặt của Nana. Nana cũng một mực nhìn thấy hắn, trên mặt từ đầu đến cuối đều đang mỉm cười, mà trong ánh mắt của nàng tràn đầy cổ vũ. Nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt, Nana ở trong lòng mềm nhũn, theo bản năng áp lực buông lòng điếm. Mà Nana ánh mắt đối với nhỏ Hiên Vũ tới nói lại giống như là lớn lao cổ vũ, theo bản năng hắn ướt ngực. Mạnh đáng thương ánh mắt lập tức trở lên trên kiên định rất nhiều. Hai tay nắm chặt nắm đấm, đột nhiên thì tay phải hắn phát sáng lên trên, một tầng màu vàng tràn ngập, từng cây màu vàng làm nguyên thảo từ trong lòng bàn tay tự hành chui ra. Ngay tại nội tâm của hắn kiên định sắt na, điên bàn tay hướng ra chung quanh, cấp tốc bao trùm lấy cánh tay phải của hắn cùng với cánh tay trái. Một vòng nước ấm thuận tay phải truyền khắp toàn thân, Lam Yên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, áp lực giống như giảm bớt rất nhiều, càng làm cho hắn không khỏi kinh ngạc, chính là chính mình phảng phất tràn đầy lực lượng, liền ngay cả lòng tin đều tùy theo đó tăng lên trên rất nhiều. Từ khi võ hồn thức tỉnh, phân biệt có được hòa văn màu bạc làm ngân thảo của bất kim văn làm ngân thảo về sau, hắn tay trái hòa văn màu bạc làm ngân thảo có thể khống chế thủy nguyên tố, là ngay từ đầu hắn liền thí nghiệm ra, nhưng mà tay phải rõ ràng cũng có một cái màu trắng hồn hoàn. Vô luận hắn làm như thế nào nếm thử, thủy chung đều không có hồn kỹ phóng thích ra. Giờ này khắc này, hắn mỗi lần thứ nhất cảm thấy kim văn làm ngân thảo mang tới biến hóa, cái kia giống như chính là lực lượng. Tại trong nội tâm của hắn kiên định tình huống phía dưới, rốt cuộc bị kích phát ra. Cũng liền tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy ở trong cơ thể của mình gần như khô kiệt hồn lực đột nhiên tăng lên trên một đoạn, giống như lại khôi phục lại không ít. Mà tay trái hòa văn màu bạc làm ngân thảo cũng rất nhỏ rung động, cùng với tay phải kim văn làm ngân thảo giống như tại sinh ra lấy một loại kỳ lạ cộng minh. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, đồng thời từ hai tay bên trong chảy trở về, hướng về thể nội trào lên trên mà tới. Vẫn luôn luôn tại cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa, Nana sắc mặt lúc này đột nhiên biến đổi. Tác dụng tại nam trường cùng với Lam Hiên Vũ trên người, áp lực cấp tốc biến mất. Nàng chợt lách người, điên đến Lam Hiên Vũ trước mặt, không chút do dự một trường dán lên trên Lam Hiên Vũ ở ngực. Cái kia hai loại từ cánh tay tràn vào trong lăng lượng đối với Lam Hiên Vũ tới nói sức lên trên mãnh liệt. Những nơi đi qua phẳng phất, thân thể để bành trướng như vậy, mà bọn chúng xung kích ở địa phương lại là Lam Hiên Vũ ở ngực vị trí trái tim. Nana xuất thủ thời gian là tại cái này hai cỗ năng lực tiếp cận ra và chạm sát na. Một cỗ nhu hòa hồn lực xuất vào, cấp tốc hóa thân thành một cái vòng xoáy, kéo theo lấy cái này hai cái cỗ hồn lực xoay tròn, lại không cho bọn chúng lẫn nhau đụng chạm lấy. Nana sắc mặt đang giật mình, đồng thời thậm chí xuất hiện ra ở trong nháy mắt kinh hoàng. Áp lực biến mất, nam trường lập tức miệng lớn thở hổn hển. Nàng đồng thời cũng nhìn thấy Nana động tác, lại thêm giờ này khắc này đây, Lam Hiên Vũ thân thể biến hóa, cũng là để cho nàng giật nảy cả mình. Lúc này đây, Lam Hiên Vũ cũng bình thường lúc sau đã hoàn toàn khác biệt. Nam trường hãn nhiên nhìn thấy, Lam Hiên Vũ ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bên trái bò dậy ra màu bạc đường vân, phía trên phải thì là bò đầy ra màu vàng đường vân. Hai loại khác biệt đường vân đều đang hướng ra phía trung ương dũng mãnh lao tới. Phảng phất đều muốn hướng đối phương đấu đá sống nhau. Lam Hiên Vũ thân thể cũng rõ ràng bành trướng mấy phần, trên người hồn lực bà động so với hắn bình thường thời điểm đó mạnh hơn rất nhiều. Liền ngay cả con mắt của hắn lúc này đều biến thành ra một vàng một bạc. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tay trong lúc này nhìn qua có mấy phần khiến cho người ta cảm giác sợ hãi. Miện hạ, Hiên Vũ hắn đây là thế nào? Nam trưởng nghẹn ngào kêu lên. Nana lông mày nhíu chặt. Năng lượng kỳ xí, hắn là song sinh võ hồn, thể nội hai loại năng lượng là tương xung. Lúc trước giống như chỉ là hoàn toàn đã thức tỉnh trong đó một loại, tại áp lực phía dưới, một loại khác cũng thấy tỉnh, bọn chúng cảm nhận được lẫn nhau, lập tức liền hướng ra đối phương phát khởi tiến công. Cái này vô cùng phiền phức. Nam trường ở trên trán thoát ra mồ hôi lập tức càng nhiều, quá là đột nhiên, không có nửa phần báo hiệu, đây hết thảy thật sự là quá đột nhiên. Có hay không nguy hiểm? Nàng run giọng hỏi. Nana trầm giọng nói, rất nguy hiểm, nếu để cho hai loại năng lượng này ở trong cơ thể hắn va chạm, có rất lớn có thể sẽ để thân thể của hắn bị trực tiếp hầu bão. Vì cái gì hai loại năng lượng này ta đều cảm giác được quen thuộc như vậy? Lông mày nhíu chặt, nàng cố gắng muốn hồi ức, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại càng gì đều không nghĩ ra, tận lực đi tìm lấy, liền về sau đau đầu muốn nứt. Vậy làm sao bây giờ? Nam trưởng vội vàng hỏi tới. Nana nói,
ta nghĩ biện pháp, người trương đừng nói chuyện với ta. Vừa nói, nàng tại Lam Hiền Vũ trước mặt khoanh chân ngồi xuống, đưa tay chụp tới, đem nhỏ Hiền Vũ ôm vào trong ngực của mình, tay phải ấn tại trong nơi ngực của hắn, một bên ngăn cách lấy cái kia hai loại năng lượng, một bên yên lặng cảm thụ được ở trong đó biến hóa. Nam Trừng nước mắt một chút là liền xuống tới, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ cầm lại tình huống như vậy, nàng cũng không có trách cứ Nana mang tới áp lực để cho Lam Hiền Vũ xuất hiện biến hóa, nàng minh bạch đó cũng không phải Nana tạo thành, Hiền Vũ dù sao cũng là một cái không sống bình thường, theo trứng bên trong sinh ra hải tử. Kim ngân hoa vắn làm ngân thảo một ngày nào đó có thể là thức tỉnh. Hiện tại, đáng được ăn mừng chính là có một vị phong hào đúng là cấp độ miễn hạ ở chỗ này.